Chào mừng mọi người quay trở lại kênh YouTube của An Phát Computer. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại cơ sở 49 Thái Hà. Và hôm nay chính là chương trình Black Friday, chương trình duy nhất trong năm giảm giá cực kỳ sốc đối với chương trình của An Phát. Và ở đây đang có rất là nhiều các sản phẩm khác nhau, như là 3090 đang được giảm giá, thì như là mình nhớ không nhầm là giảm từ 10 đến 15 triệu. Và ghế thì cũng giảm từ 6 triệu xuống còn 3 triệu, gần như là giảm từ 50 đến 70% với hầu hết tất cả các sản phẩm. Và có rất là nhiều các khách hàng xếp hàng ở đây từ 3 giờ 30 phút sáng. Và theo như bảo vệ kể lại thì như thế. Thì bây giờ mình sẽ vào trong xem là mọi người đã mua được những gì và số khách hàng xếp hàng lên đến bao nhiêu rồi nhá. Đi thôi. Ở bên trong này lượng khách hàng vẫn vô cùng đông, cũng như là rất là nhiều mọi người đang ở đây để có thể xếp hàng này. Đây sẽ là quầy để mọi người có thể xếp hàng, và bên trong sẽ là số mà mọi người lấy số và tên thì mọi người vẫn đang được gọi nữa. Đây khá là đông luôn ấy, thế nên là hãy đi cùng mình đi vào trong tiếp để xem là hiện tại mọi người đang mua được những gì. Ở trong này thì mọi người sẽ dùng để lấy số, và đây là hầu hết tất cả các sản phẩm được giảm trong ngày hôm nay. Và mình sẽ lấy một vài thứ cho mọi người xem, ví dụ như là 3090 đang được giảm chỉ còn 38 triệu này, 38 triệu 999 nghìn. Và mình nhớ hình như cái này đã có chủ nhân rồi. Ở đây thì còn có chuột không dây giảm còn 111 nghìn này, còn có cả loa giảm còn 199 nghìn, bàn phím chơi game, màn hình ViewSonic cũng được giảm chỉ còn là 4 triệu 999 nghìn, máy tính HP cũng được giảm luôn, màn hình máy tính HP cũng được giảm. Và ở đây thì có rất là nhiều các bạn, mình sẽ thử hỏi một vài bạn xem, ví dụ mình có thể phỏng vấn bạn một chút được không nhỉ? Thì bạn xếp hàng ở đây từ lúc mấy giờ nhỉ? Mình xếp hàng lúc khoảng 8:30 bạn. 8:30 sáng thì số của mình là số bao nhiêu? Số 74 bạn. Số 74 ạ. Thì bạn đến hôm nay có định mua gì? Mình định mua tai nghe của Deo. Tai nghe Deo thì bạn đã có số của mình chưa? Đã mua được chưa? Mình bây giờ đang đợi lấy hàng thôi. Đang đợi lấy hàng thôi. Thì cái tai nghe đến được giảm xuống còn bao nhiêu tiền ạ? Còn 199 nghìn bạn. 199 nghìn so với giá cũng là bao nhiêu ạ? Khoảng 300 mấy, mình không nhớ rõ. Giảm khoảng 70%. Mình mong An Phát sẽ ra thêm nhiều chương trình nữa để cho anh em cộng đồng mọi người có thể, anh em sinh viên có thể đến săn lùng sản phẩm tốt của An Phát. Ở đây thì khách hàng lên được con số 100 và có rất là nhiều khách hàng mua được quà cũng như là mua được đồ ở đây rồi. Và ở đây thì mình đang có hai bạn mua được hai chiếc ghế liền, và hãy đi phỏng vấn của mình xem là bạn đã mua được những gì và đứng từ lúc nào để có thể mua được chiếc ghế này nhá. Xin chào bạn ạ. Không biết là bạn đến xếp hàng ở An Phát từ lúc nào nhỉ? Mình xếp hàng từ An Phát từ lúc 3:30 ạ. 3:30 sáng ấy ạ, sáng nay luôn ấy ạ. Thì lúc mà mình bốc số thì là số của mình là số mấy? Số mình là số 2 ạ. Số 2 luôn. Đó. Thế còn bạn không biết là bạn có biết là bạn số 1 thì mua được cái gì không nhỉ? Có, bạn số 1 là mua con laptop giảm 7 triệu ạ. Giảm 7 triệu. Đó. Còn thì mình đã mua được những gì? Mình mua được con ghế Wario Maiden ạ. Thế thì giảm bao nhiêu nhỉ? Giảm 50% ạ, từ 6 triệu còn 3 triệu. Giảm 3 triệu luôn, thì chắc chắn là mình sẽ mua ghế này về để dùng đúng không ạ? Đúng rồi. Còn ghế còn có rất là nhiều tác dụng nữa. Mình xếp ngay sau bàn kia một phút thôi, đúng không? Đúng rồi. Mình mua một chiếc ghế này thì số của mình ở đây là số mấy? Số 3. Số 3 luôn, ngay sau luôn. Đúng không? Mỗi cái chỉ như vậy thì là kiểu mua một tấm thôi đúng không? Mỗi mẫu là một chiếc. Mỗi mẫu là một chiếc, đúng không? Mua một chiếc ghế này thì giá là 50%. Thêm một chiếc ghế nữa, và ở đây thì bạn đang chuẩn bị dắt xe đi về rồi, và may mắn là chủ mình đã có thể bắt được bạn ý ở đây để có thể phỏng vấn một chút. Thì không biết là bạn xếp hàng ở đây từ lúc nào nhỉ? Mình xếp hàng từ lúc 6 giờ. 6 giờ sáng, thế số của mình lấy là số mấy? Mình lấy số 15. Số 15 luôn. Và mình cũng đang có một chiếc ghế ở đây nha. Từ nãy giờ mình đã có chủ nhân của 3 chiếc ghế rồi, và chiếc ghế này thì bạn đã mua mức giá là bao tiền? Mình mua giá 2 triệu. 2 triệu, so với giá gốc là bao nhiêu nhỉ?
giá gốc là 4 triệu. Giá gốc là 4 triệu thì giảm 50% đúng không? Vâng. Thế là một người rất là may mắn thì không biết là gặp quá trình thanh toán cũng như là quá trình xếp hàng thì bạn có gặp khó khăn gì không? Hoặc là có chút nào cảm thấy có gì lấn cấn không nhỉ? Thì quá trình xếp hàng cũng khá là dễ chịu do các bạn cũng ý thức tốt cho nên là mình cũng thấy khá thoải mái khi xếp hàng và mua đồ của bên Apa. Thế là bạn có một lời chúc nào muốn gửi đến Anfat trong chương trình này hoặc là có một lời nhắn nhủ nào để Anfat cũng như là có mong muốn có thêm những chương trình sau nữa không? Mình cũng cảm ơn Anfat vì đã tạo ra những chương trình như thế này để cho sinh viên bọn mình có những món đồ rẻ tốt hơn và mình chúc Anfat làm ăn phát đạt. À, chúc Anfat luôn là an khang thịnh vượng và càng ngày càng lớn mạnh hơn. Mình thấy là chương trình này rất hữu ích ạ và Anfat là rất nhiệt tình và tổ chức rất nhiều chương trình xe và mình cảm thấy rất hứng thú ạ. Thì không biết là còn những lần sau thì bạn có ủng hộ Anfat cũng như là có mong muốn gì thêm về các chương trình này được không? Có ạ, mình mong muốn được giảm nhiều hơn ạ. Và hiện tại thì chương trình cũng đã dần sắp kết thúc và ở cửa hàng cũng đã vãn bớt đi rất là nhiều. Có rất là nhiều khách hàng đã mua được 3090 này, đã mua được laptop này, đã mua được ghế, mua được tai nghe, mua được bàn phím với mức giá giảm từ 50-70%. Và còn rất là nhiều các chương trình khác nữa. Đừng quên là hãy cứ theo dõi kênh YouTube của Anfat Computer để có thể biết được những chương trình vui và bổ ích như là Black Friday như thế này. Và cảm ơn mọi người cũng như là hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye bye! Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là Anfat có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.